Hot Girl người Nga điều hành đường dây bán dâm cao cấp tại Sài Gòn. Theo cáo trạng, Joko F. Eva Lan A hợp cảnh vào Việt Nam nhiều lần bằng đường du lịch. Để có tiền tiêu xài, Joko F. Eva Lan A đã tuyển chọn và làm thủ tục cho các chân dài có quốc tịch Nga và Ukraine vào Việt Nam để bán dâm. Sau đó, Joko F. Eva Lan A môi giới cho những chân dài bán dâm để hưởng 50% số tiền hoa hồng trên tổng số tiền bán dâm. Khoảng 9 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2019, N.H.T và V.H.C rủ nhau đi tìm người nước ngoài để mua dâm. Ti lên mạng xã hội trao đổi, thỏa thuận giá bán dâm. Ti đồng ý mua dâm với giá 15 triệu đồng trên người trên 10 giờ. Tiếp đó, Joko F. Eva Lan A đưa hình ảnh những chân dài cho Ti lựa chọn. Khoảng 9 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2019, Ti cùng một số người bạn của mình hẹn các chân dài đi ăn tại một nhà hàng trên địa quận 3. Tại đây, Ti đưa cho các chân dài trước 5 triệu đồng, số tiền còn lại sau khi hết thời gian bán dâm thì Ti sẽ trả cho các chân dài. Sau khi ăn uống thì những người mua bán dâm di chuyển đến khách sạn để quan hệ tình dục. Khoảng 14 giờ 30 phút phút cùng ngày, phòng cảnh sát hình sự công an TPSCM tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 và đường Nguyễn Thái Bình, quận 1 thì phát hiện quả tang. Tại đây, các đối tượng khai nhận thuê phòng để mua bán dâm do Joko F. Eva Lan A môi giới nên lập biên bản vụ việc và thu giữ thêm nhiều tang vật liên quan. Ngày hôm sau, Joko F. Eva Lan A bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Joko F. Eva Lan A đa sở khai nhận toàn bộ hành vi. Đối với những người có hành vi mua, bán mại dâm, cơ quan cảnh sát điều tra công an TPSCM đã ra quyết định xử phạt hành chính. Tại phiên tòa, Joko F. Eva Lan A khai một mình bị cáo thực hiện hành vi phạm tội và không có đồng phạm. Còn việc môi giới bao nhiêu lần thì bị cáo không nhớ. Ngoài ra bị cáo cho rằng mình là người nước ngoài, hạn chế hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hoàn cảnh gia đình khó khăn mong SIX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng bị cáo không hiểu biết pháp luật Việt Nam, bị cáo ý thức được hành vi của mình là sai trái nhưng nghĩ nếu bị phát hiện thì chỉ bị phạt tiền. Gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ bố mẹ đã ly hôn và bị cáo không liên lạc được với mẹ. Gần đây bố bị cáo cũng đã mất nên bị cáo không ai là người thân. Luật sư cũng cho rằng bị cáo không giống như những người phụ nữ bình thường nên ảnh hưởng tới tâm lý. Từ đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét tuyên phạt bị cáo mức án nhẹ nhất. Sau khi nghị án, SIX nhận định hành vi của bị cáo đã trái với quy định của pháp luật Việt Nam. Bị cáo thành khẩn khai báo, có nhân tốt, phạm tội lần đầu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xuân Duy, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.